Ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với tài xế NDT, 32 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tài xế NDT sinh năm 1989 điều khiển xe ô tô bán tải mang biển số 61C46670 chở hàng nhôm kính đá hoa cương từ huyện Phú Giáo giao cho khách hàng tại huyện Đồng Phú. Do biết không có giấy xét nghiệm COVID-19 thì sẽ không được lưu thông qua chốt, nên tài xế đã điều khiển xe vào đường tránh chốt kiểm soát dịch bệnh tại số 2 xã Tân Lập. Khi NDT lái xe di chuyển đến cổng khu công nghiệp Nam Đồng Phú thì bị phát hiện và bắt giữ. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đồng Phú đã lập biên bản tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với tài xế NDT.